Vâng, xin chào tất cả các bạn đang xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại tất cả các quý cô bác anh chị trong toàn quốc. Và hôm nay trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân chia sẻ với tất cả các quý cô bác anh chị một cái căn nhà vườn mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Dương ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi anh Dương theo dõi được rất nhiều cái video của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp của Linh, thì hôm nay thì chúng tôi rất là hân hoan vui mừng chia sẻ cho tất cả các quý cô bác anh chị cái toàn bộ hồ sơ công trình mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho anh Dương ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh các anh chị nhé. Giờ mời các anh chị chúng ta sẽ quan sát tập trung màn hình, tôi sẽ chia sẻ toàn bộ cái hồ sơ công trình này. Rồi các anh chị quan sát trên màn hình, tôi sẽ chia sẻ toàn bộ hồ sơ công trình này. Thì đây là cái không gian mặt tiền phía trước của công trình. Với cái không gian mặt tiền này thì tất cả các anh chị chúng ta sẽ nhìn nhé. Thì ở đây thì chúng ta sẽ để ý là chúng ta sẽ bước 5 bậc để chúng ta đi vào bên trong khu vực phòng khách. Và đây có cái ô cửa sổ chúng ta sẽ nhìn. Và với công trình nhà vườn rộng hơn 600m², đơn vị chúng tôi về khảo sát, thì các anh chị quan sát cái công trình này để chúng tôi thiết kế đơn giản, rất là khỏe khoắn. Cột thì sơn, sau này là sơn giả đá các anh chị nhé. Và các cái phần đắp vẽ của công trình cũng rất là đơn giản. Và phần nhà là sơn màu trắng sứ, còn cái phần mái ngói là mái ngói xanh các anh chị nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với góc nhìn này. Ở góc nhìn này thì các anh chị sẽ nhìn thấy toàn cảnh không gian nhà. Chúng ta sẽ có hai lối để đi vào nhà. Cái lối thứ nhất thì các anh chị nhìn là chúng ta sẽ bước 5 bậc vào khu vực phòng khách này. Lối thứ hai chúng ta sẽ đi cái lối cửa phụ này. Thì bao giờ một công trình nhà thì cũng có hai lối, một lối vào một lối ra, để có gọi là lối chính và lối thoát hiểm ấy. Thì các anh chị chú ý như vậy thì chúng ta sẽ quan sát các cái phần góc và cái cột. Tôi sẽ chia sẻ các anh chị ở cái không gian mặt bằng sau. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn tổng thể cái hệ mái từ trên cao công trình. Thì các anh chị nhìn từ trên cao chúng ta nhìn xuống, và với cái hệ mái này thì các anh chị có thể sau này chúng ta sẽ thi công phần mái nó rất là dễ khi chúng ta có cái mô hình 3D và có cái hệ thống cái dàn lam này ở phía ngoài để tạo cái vẻ đẹp cho công trình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn cái phần mặt bằng của công trình. Thì ở mặt bằng này kích thước mặt cả tổng thể khu vực đến cái bậc sảnh phụ là 20m, chiều sâu của nhà tính cả sảnh là 16m các anh chị nhé. Với công trình này diện tích là trên 200m², thì phòng khách của chúng ta là 42m², phòng có 4 phòng ngủ, thì anh chị chú ý có 4 phòng ngủ. Phòng ngủ số 1 là 12,5m², phòng ngủ số 2 là 22m², phòng ngủ master. Phòng ngủ số 3 là 16,5m², phòng ngủ số 4 là 27m². Đấy, rất là rộng. Và chúng ta có một cái sân cà phê nhỏ phía sau, chúng ta view cánh đồng của nhà anh. Thì tiếp theo thì các anh chị quan sát cứ 2D thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green có bản vẽ 3D để các anh chị nhìn các cái hành lang lối vào. Và khu vực phòng khách thì chúng ta sẽ có hai lối, lối đi vào cửa chính và lối đi ra cửa phụ, hoặc là chúng ta đi vào đây. Và cái không gian bếp khu vực bàn ăn ở phía đằng này các anh chị nhé, chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ. Tiếp theo thì các anh chị nhìn cái phần bậc, chúng tôi cũng tính toán rất là kỹ khu vực mặt cắt và cái phần hệ mái của công trình. Các anh chị nhìn cứ 2D có 3D hệ mái lito sago mái ngói. Chúng tôi tách ra cho các anh chị nhìn chi tiết mặt tiền. Và cứ 2D thì chúng ta sẽ nhìn bản vẽ 3D. Thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green là đơn vị chúng tôi tiên phong trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và hoàn thiện cái hồ sơ mà rõ ràng nhất. Nếu mà các anh chị có dịp so sánh bộ hồ sơ của bản vẽ nhà đẹp Green so với các đơn vị khác thì các anh chị thấy cái sự khác biệt của chúng tôi. Và thứ hai là chúng tôi ngoài các cái video chia sẻ về các mẫu nhà, chúng tôi chia sẻ các kinh nghiệm và cái quá trình phát trực tiếp. Đơn vị duy nhất có đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green đến thời điểm này là chia sẻ thực chiến các anh chị nhé, là chúng tôi phát trực tiếp liên tục. Đấy, hơn 10 năm nay rồi chúng tôi phát trực tiếp liên tục để chia sẻ cho tất cả các anh chị về những cái bộ hồ sơ, những cái quá trình thi công xây dựng một căn nhà như thế nào. Thì đây là cái bộ hồ sơ mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho anh Nguyễn Văn Dương ở Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh. Thì anh Dương cũng là một trong những khán giả rất là theo dõi kênh YouTube Phạm Tuân rất là lâu. Và đến lúc anh xây nhà thì với tâm nguyện xây một cái căn nhà vườn thì anh đã liên hệ với chúng tôi, và chúng tôi đã hoàn thiện cái ước nguyện của anh và gia đình. Chúng tôi đã chia sẻ cho tất cả các anh chị cái bộ hồ sơ ngày hôm nay sau khi chúng tôi đã hoàn thành cái ước nguyện đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bản vẽ về kết cấu của công trình. Thì với bản vẽ kết cấu này thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị cái hồ sơ bản vẽ kết cấu.
Thì đầu tiên thì đến với bản vẽ kết cấu thì các anh chị quan sát là cái phần hao phí vật tư thì chúng tôi tính sẵn là xây tường hết bao nhiêu viên. Đây, đấy, xây tường gạch hết bao nhiêu viên, hết 14.000 viên gạch này. Đấy, chúng ta nhìn đấy, tường móng này. Đấy, tính hết cái bảng vật tư thép. Các anh chị nhìn từ thép phi 6 đến phi 20 hết 8.934 kg, tôi gọi là 9 tấn. À, 9 tấn thì tôi sẽ dùng cái bảng tính nhân nhanh cho các anh chị là hết bao nhiêu tiền thép nhé. Đấy, thì tôi sẽ tính luôn cho các anh chị, tôi kéo bảng tính ra đây. Đấy, tổng của chúng ta là 9 tấn thì các anh chị nhìn 9 mà nhân với 16,5 triệu một tấn thì các anh chị tổng công trình này của nhà anh Dương là hết 148,5 triệu. Tôi cứ làm tròn đi, cả phần cổng trước sau này chúng ta sẽ là hết 150 triệu tiền thép các anh chị nhé. Đấy, chúng tôi tính toán rất là kỹ như vậy để các anh chị có một cái góc nhìn tốt nhất. Thì ngoài ra tiếp theo thì có những công trình này thì trên nền đất yếu chúng tôi sử dụng là phương pháp ép cọc và các sơ đồ cọc tính toán cho tất cả các anh chị. Đấy, các anh chị nhìn chúng tôi chia sẻ hết tất cả những cái hồ sơ, những cái phần thép cho các anh chị để các anh chị nhìn, vì chúng tôi biết rằng thì các anh chị có thể tham khảo được cái hình hài bên ngoài thôi, còn công năng mà các anh chị thay đổi cái thì cái kết cấu của nhà nó sẽ thay đổi. Cho nên là cái việc chúng tôi chia sẻ toàn bộ hồ sơ là như vậy để cho anh chị có cái góc nhìn tốt nhất về đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp vừa đi. Thì trong quá trình làm thì chúng tôi phát trực tiếp cái công trình này mấy lần rồi đấy, các anh chị có thể theo dõi trên YouTube thì chúng ta sẽ hình dung được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với bản vẽ điện nước. Ở mục bản vẽ điện nước này thì chúng tôi cũng tính toán cho gia đình mặt bằng cấp điện, chiếu nước, đèn hắt và cái quá trình làm thì các anh chị quan sát rất là đầy đủ, không thiếu gì cả. Đây sơ đồ mini cấp nước và các cái hệ thống chúng ta sẽ quan sát, đúng không ạ? Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn rất là chi tiết. Ở đây thì trong quá trình làm thi công xây dựng thì chúng tôi cũng hỗ trợ gia đình nhà anh Dương rất là nhiều. Thì tôi có luôn cái trên hỗ trợ trên Zalo những khách hàng. Nếu mà trong cái như này để cho các anh chị hình dung được, nếu mà có những cái trường hợp đặc biệt mùa dịch này thì các anh chị chúng ta sẽ không di chuyển được. Đấy, ví dụ như là mẹ của em Dương này gọi điện cho chúng tôi cũng tư vấn từ cái việc đổ mái thép sàn. Đấy, các cái cuộc gọi đấy, chúng tôi tính toán hết cho các anh chị. Thép ở đây trong quá trình thì mẹ em Dương ở nhà thì thi công xây dựng cũng liên hệ chúng tôi, ngoài việc đến trực tiếp thì chúng tôi cũng dặn cô là cô cứ chụp và ảnh các hình ảnh ngay lập tức thì chúng tôi sẽ nhận được. Đây những cái hình ảnh công trình làm móng như nào, đấy, làm cốt thép mái như nào, chúng tôi sẽ hỗ trợ luôn trực tiếp. Đây, hồ sơ bản vẽ đây các anh chị nhìn đấy, thì chúng tôi hỗ trợ trực tiếp như vậy nó nhanh hơn rất là nhiều khi chúng tôi đến để anh chị có ở xa. Đây chúng tôi vẽ hình ảnh và thép tăng cường là cây nào chúng tôi bổ sung. Anh chị ở xa các anh chị cứ yên tâm là chúng tôi sẽ làm như này, nó nhanh hơn rất là nhiều cái việc chúng ta. Đây là công trình các anh chị nhìn cái phần xây thô đã hoàn thiện xong đây này. Đấy, phần cuốn gòm khu vực sảnh đấy, anh chị vừa quan sát hình ảnh. Đấy, đây là tổng thể mái nhà này. Đấy, sảnh phụ đây. Đấy, chúng ta phần thép sàn này. Các anh chị cứ chụp như này rất là nhanh. Thì đây chúng tôi cũng ghi những cái phần chú ý khi đổ bê tông tươi. Thì tôi cũng ghi cho cô là đổ mác 300, cô muốn mác 300 để cho nó nhanh để kịp mà về Tết. Công trình này thì tôi kiểm bảo thứ nhất là kiểm tra độ sụt của bê tông từ 12-2 trước khi đổ bê tông. Khoảng an toàn là từ 10cm đến 12cm và lấy 3 tổ mẫu giữ lại để kiểm tra cái độ cứng của bê tông. Tổ mẫu kích thước là 20-20. Đấy, chúng tôi cũng làm rất là chi tiết và ở đây thì kiểm tra độ sụt như nào thì chúng tôi cũng để sẵn ra đây để các anh chị nhìn. Đó, kiểm tra độ sụt đây. Để các anh chị nhìn khi kiểm tra độ sụt thì cái việc khoảng cách từ cái phần phễu xuống là đúng 12cm này, 12. Đấy, đo xong rồi chụp lại ảnh. Đấy, chúng tôi giám sát qua Zalo này nó rất là nhanh. Đấy, anh chị nhìn nhanh và quá trình chúng ta ghi lại ba cái tổ mẫu tôi nhắc cô để lại anh chị nhìn. Đấy, cô làm đúng như thế, chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta thực hiện qua cái việc tư vấn từ xa nó rất là nhanh, giúp cho chúng ta sẽ có được cái hồ sơ và cái quá trình hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ các kiến trúc sư, các kỹ sư lành nghề, giúp cho gia đình có một cái bản vẽ một cái ngôi nhà và quá trình làm nó tốt nhất. Đấy, cái phần mà các anh chị nhìn đấy như này đúng không ạ? Đấy, chúng ta nhìn thấy là cái phần đây, cái công trình của chúng ta. Tôi tích lại cái hình ảnh cho anh chị nhìn hình ảnh tường xây đây đúng không ạ? Các anh chị nhìn cái tường xây đây ạ. Đây cái phần uốn vòm cong đấy ạ. Còn cái phần ảnh thực tế đấy ạ.
anh chị nhìn. Đấy, chúng tôi chia sẻ video như thế để cho các anh chị có cái góc nhìn tốt nhất về đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Thì cũng qua video này, cảm ơn gia đình em Dương đã ủng hộ và sử dụng cái dịch vụ tư vấn thiết kế của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Thì tất cả những anh chị ở các tỉnh thành khác, 36 tỉnh thành trong toàn quốc mà cần tư vấn thiết kế thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các anh chị. Vì công nghệ 4.0 rồi, các anh chị không phải ngại. Với đội ngũ các kiến trúc sư chúng tôi sẵn sàng phục vụ. Đặc biệt những anh chị nào không đọc thiết kế cũng nhấc máy lên gọi điện cho chúng tôi theo số hotline, thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các anh chị để làm sao giảm được chi phí đến hàng chục triệu hoặc đến hàng trăm triệu đồng cho các anh chị. Nếu mà các anh chị chỉ cần gọi cho chúng tôi thôi, chỉ một cuộc gọi thôi có thể giúp tiết kiệm cho anh chị rất là nhiều. Các anh chị cứ mạnh dạn gọi chúng tôi, kể cả các anh chị không đạt đơn vị chúng tôi thiết kế và thi công thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các anh chị. Các anh chị đừng có ngại nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các quý khán giả đã theo dõi đến cuối đoạn video clip này. Rồi, hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video tiếp theo. Chị thấy em bên đơn vị công ty thiết kế xây dựng của công ty thiết kế nhà đẹp Green, sau khi thiết kế xây dựng cho chị cái căn nhà như này rồi thì chị cảm nhận thế nào khi chị vào? Tôi rất là hài lòng luôn, vì trước khi mà gia đình tôi làm cái nhà này tôi không nghĩ là làm kiểu gì cho đẹp được. Vâng. Thế là các cháu hồ bây giờ mẹ đời người mới làm cái nhà, cố gắng mà thuê các chú làm thiết kế cho. Đúng là vâng. Từ cơ thiết kế xong cái nhà đúng là tôi thấy thoải mái luôn. Thế đến lúc chị nghĩ là làm, mà nếu mà theo như mình mà làm không có thiết kế thì làm nhà sợ nó chật. À, vâng. Nó không đẹp, nhưng mà như vậy mà làm vậy là công nhận thoáng mà đẹp thật đấy. Hết ý là đẹp luôn, cũng là xứng đáng. Vâng. Mình bỏ ra cái đồng tiền đấy, thiết kế cái rất là tốt cho gia đình. Tốt mà vâng. Ai cũng đến xem mà mình thấy nó cũng hợp lý mà. Vâng. Mà đẹp thật, cũng là lúc mà làm xong cái nhà là nghĩ vâng. Là đúng là công nhận là mất đồng tiền thật, nhưng mà mình nó xứng đáng luôn. Thế trong quá trình thi công thì các bác thợ cứ học là họ hàng anh em cứ đến họ thay đổi nó, thay đổi cái kia đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà anh chị rất là kiên định, vẫn cứ giữ nguyên theo thiết kế thì để được cái không gian nhà nó rất là đẹp như này. Đã thuê các chú cố gắng theo thiết kế như vậy. Vâng. Thế thì bây giờ nếu mà chị có một cái lời khuyên cho tất cả các cô, các bác, anh chị mà xem được video này mà muốn xây nhà thì có nên đặt thiết kế không ạ? Có chứ, tôi nên động viên mọi người, những sau này mà ai mà có điều kiện như gia đình nhà tôi đấy, là tôi nghĩ là tôi nên động viên mọi người là cố gắng thuê các chú thiết kế bên làm kỹ sư về làm cái này là đúng được như ý luôn. Đấy, như tôi ngày xưa tôi cũng mơ ước mà, tôi mơ ước đúng là như vậy là được như ý của tôi như này, là tôi mong là mọi người là cố gắng là thuê các đoàn thợ thiết kế, người ta thiết kế mà làm như này nó được như ý của mình, đẹp lắm, tôi thấy thích. Vâng, em cảm ơn chị. Thì cũng qua video này kính chúc anh chị và đại gia đình mình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và cũng cảm ơn anh chị đã tin tưởng công ty thiết kế nhà đẹp Green và tin tưởng đội ngũ kiến trúc sư nhà đẹp Green. Thì em chân thành cảm ơn chị. Cảm ơn chú, tất cả các chú nhé. Cảm ơn chị. Anh thấy là khi có bản vẽ thì anh ở trong cái không gian phòng với tất cả thì ánh sáng như nào anh? Ánh sáng thì nói là vừa đẹp, không có vì cái thiếu ánh sáng. Vâng. Rồi cái chi phí mà khi mình có bản vẽ rồi, cái chi phí phát sinh nó có nhiều không anh? Hay là không có phát sinh? Phát sinh thì không, hình như là không có phát sinh là bằng. Rồi, ok. Thì vừa rồi đây là những cái anh tâm sự, bây giờ em hỏi anh một câu nữa. Nếu mà như tất cả các bạn đang ở Phú Cát, Quốc Oai mà đang cần xây nhà thì anh khuyên các bạn ấy một điều gì? Thế nếu như mà theo mình thì nếu như mình mà là có chương trình đường làm nhà là mình nên có một cái bản vẽ để giữa mình với thợ là không bao giờ phải là phát sinh cái nọ cái kia. Rất là mãn nguyện là cái bản thiết kế của các cháu. Rất là cảm ơn anh em công ty và đã thiết kế cho tôi xây được căn nhà này. Vâng. Trong khi mới được bận rộn nhưng mà tôi thấy là thiết kế là rất là thoáng đãng, vâng, không gò bó, vâng, nên là các phòng ngủ hay là phòng khách cứ là đều thông thoáng. Chị rất là cảm ơn nhà thiết kế đã thiết kế cho chị một cái nhà rất là ưng ý và rất là ấy ạ, rất là đẹp ạ. Ngoài cái việc ưng ý là đẹp rồi thì khi mà có hồ sơ bản vẽ đấy thì chị Thu thấy là thợ làm như nào, khi có hồ sơ bản vẽ thì có tiện lợi không ạ? Nói chung là nhà chị làm theo bản vẽ hết, cứ đến đâu là thợ cứ mở bản vẽ ra xem, thế nên nhiều khi rất là tiện lợi, và kể cả nhiều khi đi vào hoàn thiện mà mọi thứ mình sử dụng nó đều là ưng hết ạ. Gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả anh em mà thiết kế ngôi nhà đẹp đã giúp đỡ thi công cho gia đình nhà chúng tôi được một cái ngôi nhà rất là đẹp.
cho nên là gia đình chúng tôi đến thời điểm này là rất hài lòng. Thứ nhất là cái công năng mà sử dụng rất là tốt, tức là phòng ngủ này, phòng khách, phòng thờ, rồi nhà ăn, sau đó là thềm bậc ra ngoài thì nó rất hài hòa. Đấy là cái tâm niệm của chúng tôi thầy, các đồng chí ở trong cái kiến trúc sư đã thực hiện đúng được cái tâm niệm của chúng tôi. Với tôi là Green làm là tốt. Em chào anh Hải nhé. Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế của nhà đẹp Green. Thì qua cái công trình vừa rồi thì giờ nó đã hoàn thiện xong, anh đã ở. Thì giờ cái cảm nhận của anh về cái không gian nhà khi có bản vẽ thiết kế của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green, thì anh cảm nhận cái không gian ở thế nào? Nói chung là hợp lý, thoáng đãng và bố cục rồi công năng rồi, nói chung mọi cái không gian rồi cửa đảng rồi mọi cái nói chung là tốt. Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ về không gian rất là tốt đúng không ạ? Thì nếu mà anh có cái chia sẻ về cái bạn chuẩn bị xây nhà thì anh có những cái chia sẻ như nào cho các bạn? Thì nếu như các bạn xây nhà thì cũng nên là thuê một nhà thiết kế. Với tôi là Green làm là tốt.